Quý khách thân mến, hôm nay vừa mang như Huỳnh giới thiệu cho cả nhà mình lô mai cúc thọ hương. Em Huỳnh nuôi được là hơn 3 năm rồi. Thì do là em Huỳnh đôn tàn lại để nuôi cái thân của nó lực như thế này à, và bây giờ hiện tại nha, nó đã ra cành nhánh xum xuê đủ tàn như thế này luôn. Mọi người sẽ đỡ chăm hơn ha. Đang nuôi trong chậu là 20cm. Và bây giờ á, chiều cao là tầm khoảng cỡ 40-45, tán ngang thì khoảng cỡ 35-40cm. Thì đối với cái loại này á, là hoa thơm bông chùm, hoa của nó màu vàng nha, tầm từ 20 mấy cánh đổ lên, hương thơm ngào ngạt luôn. Rồi cây thì nó sẽ đều 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 như em Huỳnh quay. Gốc của nó là cỡ như ngón cái em Huỳnh nha. Nhưng mà cái phần lên cái thân á thì nó cũng cỡ như ngón danh á. Và nhìn cái cây nó rất là lực và rất là tròn cây. Rồi 250.000 một cây. Hai cây em Huỳnh bao ship. Nếu như mà quý khách lấy một cây thì là 280.000 em Huỳnh bao ship. Rồi mọi người ơi, nhanh tay sưu tầm lô mai thọ hương này nha. Rất là đẹp luôn. Và đối với những cái cây mà nó lực và nó cốt cành cứng cáp như vậy á thì Tết cho hoa rất là đạt luôn nha mọi người. Rồi cả nhà mình nên sưu tầm lô mai này ạ. Tiếp theo. Rồi em Huỳnh tiếp tục giới thiệu cho cả nhà mình một số cái dòng mai nữa, ví dụ như Tân Châu, rồi Phú Tân 150 cánh, dảo nhung, dảo độc đỏ, dảo siêu nụ ha. Thì trong cái lô này, dảo Đa Phúc 150 cánh nó có rất là nhiều cây cả nhà và nhiều kích cỡ. Thì cả nhà mình có nhu cầu cái dòng mai nào thì em Huỳnh alo cho em Huỳnh thì em Huỳnh sẽ chụp gửi cho mọi người xem. Hoặc là có những cái video cập nữa mọi người. Rồi 250.000 một cây, 2 cây em Huỳnh bao ship và 10 cây em tặng một. Quý khách ơi, thích cái loại nào thì cả nhà có thể để lại bình luận và có thể alo cho em. Đây cây 2 tầng nè mọi người, cây cúc 2 tầng. Những cây này thì em Huỳnh cũng đã nuôi được tầm khoảng cỡ 20 mấy 3 mùa ha. Là 2 đến 3 năm á, 2 năm mấy gần 3 năm. Cốt cành nó cứng cáp và những cây này thì nó đang rất là khỏe luôn, Tết nó sẽ cho hoa rất là đẹp nha cả nhà ơi. Đây là cây cúc hoàng hậu. Rồi đây là cây cúc VIP cả nhà, cúc VIP hay còn gọi là cúc tri kỷ nè. Và một số cây nữa nha. Rồi cùng em xem nè mọi người ơi. Cây này là cây dảo Phú Tân để hình trái bí nè. Cây này cốt cành cũng cứng cáp luôn. Dảo Phú Tân hoa của nó hình ra bon rất là đẹp luôn ạ. Rồi cây này là cây siêu nụ luôn nè khách ơi. Có rất là nhiều giống trong cái lô chỗ này nha. Thường thì nó khoảng tầm 3 mùa nha khách ơi. Cây dảo lai nè. Rồi mọi người thích cái nào thì hãy alo cho Vườn Mai Như Huỳnh. Mến chào và hẹn gặp lại.